về nha cả nhà. Mình thấy trời hôm nay hơi bị đẹp, mùa đông mà vậy là đẹp nha cả nhà. Có mặt trời nên ok, buồn tà hơi thảm. Nói chung là mùa đông như vậy là ok đó nha. Mùa hè mặt trời như vậy là khoảng 9 giờ mấy chiều á, tối á. Bây giờ mùa đông mới có 4 giờ mấy mà nó như vậy á. Nó xuống lẹ lắm. Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối cả nhà. Cả nhà ơi, tháng 5 chưa nằm năm năm thì thấy đã tối. Ôi thôi, ủa đã sáng rồi, nó phải gần mấy tuần qua. Tháng 5 chưa nằm đã sang cả nhà ơi. Tăng 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 tăng, tháng 10 chưa cười. Tháng 10 chưa cười đã tối cả nhà. Tăng 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 tăng. Wow. Lẩu hải sản xay mành nha. Chào cả nhà thân yêu. Mỗi lần mình giới thiệu là bé cười à. Bé tiếu rồi chứ. Rồi như bé phái tiếng chú Năm vậy á. À, lẩu đầu cá hầu nha cả nhà. Đi làm luôn anh Tư, anh làm xong xuôi hết rồi, không có chia sẻ là cả nhà được. Tiếc ơi là tức. À, gồm có nấm nè. Wow. Nấm đùi gà, nấm cái xà lách son. Rồi đến này rau thơm. Bún. Rau muống với bá xôi. Wow, hết sảy, bá xôi. Này Nam làm tộc trưởng nè. Xà son có bó xôi đó. No, bó xôi là cái là xì bén nịt đó. Bó xôi đó. Không phải hả? Ủa vậy mình lộn hả? Nào, cái bó xôi là spinach nè. Đúng rồi đó, spinach đó. À, chị bé nín nhé. Hello bánh bèo. Được rồi coi, vui vẻ coi, người ta đang lấy tim mày bé kìa ấy. Rồi vậy thôi nha, ok rồi, thôi không quay bé luôn. Quay chỗ khác. Ngon quá nha cả nhà. Vô cho tiếc ơi. Rồi, nhập tiếc. Vô. Wow, ngon quá anh ta, hấp dẫn quá. Chưa sôi hả? Sao lâu vậy Bảo? Em đâu biết, lò mới mà hỏi chị tiếc còn hỏi thôi em. Cái lò. Cái nào lớn đâu, cái này dặn nè. Ngon quá. Là maximum rồi đó. Lò này mà nó không nóng là theo mai thì về đó nha. Theo mai cái thì về nhà của mai để mà ăn lẩu một mình. Tăng 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 à. Yes. Rồi. Ăn cái gì? Ăn lẩu. Mở đi Ngọc ơi, vô đi. Mà chưa sâu thấy đâu ăn. Trời. Hello tộc trưởng. Ăn lẩu nha. Hello, chào cả nhà thân yêu. Yêu. Em đủ rồi. Nam qua đây ngồi với ba nè, cái máy mẹ Ngọc cái đó. Nam ngồi đây. Nam ơi. Ừ, thấy cái sốt mày có lý Nam. Nam làm hả? Ừ. Hồi cho chú Năm miếng rồi. Rồi. Quỳnh nè. Quỳnh nó đâu biết ăn đâu. Bây giờ mà phái nha. Yes. Thôi tắt ăn để thôi Quỳnh ăn hết của chú Năm ạ. À, vô quía. Vô quía đó. À, vô.
Ok. Mở cửa ra có liền, nước ngọt có liền. Quỳnh nó không phục vụ cha chú vậy nè con. Bánh bèo giỏi nha. Ngồi yên đi, giỏi ngồi yên đi, khỏi lấy con. Để hồi chú. Cảm ơn cả nhà thân yêu nha. Tôi chúc cả nhà buổi sáng thật vui. Bắt đầu nhập tiệc.